Dạ, em Phúc xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả xem video trong ngoài nước, lời chúc sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và kính thưa quý cô chú anh chị thân mến, hiện tại em đang có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái nơi đây là bến Bạch Đằng và cặp với đường sông Sài Gòn, hầm Thủ Thiêm. Thì cái vị trí nơi đây gần cái nơi mà chuẩn bị bắn pháo hoa đón mừng xuân năm mới. Chỉ còn khoảng ít phút nữa thôi thì sẽ đến giờ bắn pháo hoa đến quý cô chú anh chị. Em định live trực tiếp nhưng mà hiện nay cái đường truyền ở đây rất là yếu, nên em sẽ quay, sau đó em sẽ đăng, tranh thủ em đăng trong cái giờ mà bắn pháo hoa để đón mừng xuân năm mới. Một lần nữa em Phúc xin gửi lời chúc thân thương đến quý vị khán giả xem video trong và ngoài nước, đón một mùa xuân an khang và thịnh vượng, là gia đình luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thì hiện tại giờ thì em sẽ quay một cái không gian xung quanh mà cái nơi mà quý cô chú anh chị đang chuẩn bị để là ngồi chờ xem bắn pháo hoa đón mừng xuân năm mới cả nhà. Dạ em sẽ quay một không gian mời cả nhà cô chú anh chị xem. Dạ đây nha cô chú. Hiện tại giờ cái khu vực này thì chuẩn bị bắn pháo hoa cũng gần đến giờ rồi, còn ít phút nữa thôi sẽ đến giờ bắn pháo hoa. Em thì định live trực tiếp nhưng mà con cái là đường truyền 3G ở đây rất là yếu, nên là em sẽ quay cái không gian mà cô chú anh chị quý khán giả đã đến cái nơi đây rất là đông luôn nha cả nhà. Đây cô chú anh chị đó. Thì cái vị trí bắn pháo hoa thì mình ngồi cái tụ điểm cái chỗ của vị trí này thì sẽ tham quan được hết khi mà pháo hoa bắn lên bầu trời. Em cũng xin kính chúc quý ông bà cô chú đón một mùa xuân năm mới an khang và thịnh vượng. Cô chú anh chị xem hiện tại giờ là lượng khán giả ở nơi đây tập trung rất là đông luôn nha cả nhà. Đây đó. Đó, bà con cô bác và quý cô chú anh chị quý bạn trẻ đang ngồi chờ để đến giờ sẽ xem bắn pháo hoa. Lúc nãy thì em cũng có mở đường truyền để like trực tiếp cả nhà, nhưng mà mạng ở đây rất là yếu. Thì hiện nay là anh em bên đài truyền hình đã là tập trung cũng đầy đủ hết rồi. Em thấy là bên đài truyền hình họ cũng đang gáp máy để một tí là họ sẽ trực tiếp cái giờ bắn pháo hoa đó cả nhà. Hôm nay ở đây thì anh em truyền thông rất là nhiều nhưng mà em chưa có thấy là anh em nào like được, tại vì đường truyền yếu quá đó cả nhà. Đây phía dưới là có những chiếc thuyền nè đó, chiếc thuyền này là chở du khách đi tham quan nha cả nhà. Chắc còn khoảng chừng ít phút nữa là thành phố Hồ Chí Minh sẽ trực tiếp bắn pháo hoa nha cả nhà ơi. Quý cô chú anh chị xem video cũng đừng quên bấm cho em Phúc xin được like, đăng ký, chia sẻ để em có động lực ra nhiều video mới gửi đến quý cô chú anh chị. Thì những ngày tiếp theo em sẽ chia sẻ về chương trình Kết Nối Yêu Thương, và ngoài ra thì em sẽ đi quay chia sẻ những cái vườn hoa mà chuẩn bị đón mừng xuân năm mới đó cả nhà, gửi đến quý cô chú anh chị. Cũng hy vọng là thông qua chương trình quý cô chú anh chị cũng xem video đừng quên bấm cho em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ. Em cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Ở đây là hơi ồn, cũng mong quý cô chú anh chị thông cảm giùm em ạ. Ở đây hơi ồn đó cả nhà. Thì giờ thì em sẽ đi xuống cái vị trí mà cặp bờ sông Sài Gòn nha cả nhà. Thì một tí là bắn phía bên kia xong đó, chỗ cái tay em chỉ bắn phía bên kia xong quý vị khán giả đó là sẽ tập trung, tại vì ngồi phía bên đây là sẽ xem rất là rõ luôn cả nhà. Đây em sẽ tiến ra cặn bờ sông cho cô chú anh chị xem nè. Đó, một tí là bắn bên cái phía đường hầm Thủ Thiêm nha cả nhà. Một bên là đường hầm Thủ Thiêm thì là thuộc về là thành phố Thủ Đức, và ngày xưa là gọi là quận 9 đó cả nhà, quận 9 quận 2 đó. Thì bây giờ là của thành phố Thủ Đức. Còn một bên đây là cặp bờ sông Sài Gòn. Em đang đứng bên hướng cặp bờ sông Sài Gòn nha cả nhà. Đây, đây là con chân sông nè. Thì hiện tại giờ là quý cô chú anh chị đã đến đây rất là đông mà nha cả nhà. Quý cô chú anh chị nè, người ta lót những cái miếng bạc để ngồi chờ tới giờ bắn pháo hoa đó. Một tí là bắn phía bên kia nha cả nhà, chỗ tay em chỉ nè. Thì tại sao mà cô chú quý vị khán giả bên đây tập trung rất là đông, tại vì cái vị trí này một tí là xem rất là rõ
Ở vị trí bên đây xem rất là rõ. Năm nay thì ở thành phố mới Bình Dương thì bắn pháo hoa vào lúc 22 giờ tối nay nha cả nhà. Còn thành phố Hồ Chí Minh thì bắn vào lúc 00 giờ tối nay, thì còn ít phút nữa thôi nha cả nhà. Hôm nay em không hiểu như thế nào mà ở đây mạng rất là kém luôn, không thể nào like được luôn cô chú anh chị. Thì em tranh thủ còn ít phút nữa thì sẽ đến giờ bắn pháo hoa. Em tranh thủ quay sau ngay sau khi đó là em sẽ đăng gấp lên. Nhưng mà không biết một hồi là tải mạng lên nổi hay không đó nè cả nhà. Tại vì hôm nay số lượng mà quý vị khán giả đến đây rất là đông. Đó, một tí là bắn pháo hoa chỗ tay em chỉ phía bên kia xong nha cả nhà. Mình ở bên đây thì mình xem rất là chi tiết, rất là rõ. Đó, thì hiện tại bây giờ thì cái số lượng mà quý vị khán giả, quý cô chú anh chị, quý bạn trẻ tập trung cái nơi đây để chờ đón mừng xuân năm mới và bắn pháo hoa rất là đông. Đó cô chú anh chị thấy không? Là những anh chị ở đây trải những tấm bạc để ngồi chờ nè. Nếu mà trễ tí nữa em nghĩ chắc là không còn chỗ luôn cả nhà. Còn những bãi xe quanh đây thì hiện tại là hết chỗ rỡ luôn rồi, quá tải luôn rồi cô chú anh chị ơi. Đó, một tí là bắn phía bên kia nha cả nhà. Đó, chỗ chiếc thuyền đang chạy phía bên kia xong thì mình đứng bên đây là mình xem trực tiếp rất là rõ. Đó, ở trước mặt em là có chiếc thuyền đang di chuyển nè. Em zoom gần lại cả nhà xem nè. Đó. Đó, cô chú anh chị nhìn thấy chiếc thuyền đang di chuyển không cả nhà? Đó, cái hướng chiếc thuyền đang di chuyển mà cái hướng bờ bên kia là cái vị trí mà để đến giờ sẽ là bắn pháo hoa nha cả nhà ơi. Đó, chỗ bên cái phía tòa nhà đó. À, cô chú anh chị đó, trước mặt em đây là có một chiếc du thuyền. Chiếc du thuyền này là đang cập với bờ sông Sài Gòn nè. Đó, là đang đi theo du khách đang tham quan đó cả nhà. Đó, cô chú anh chị thấy phía bờ sông không? Đó, chiếc thuyền này làm như là em thấy là cao 2-3 tầng vậy đó cả nhà. Rất là to luôn. Là đang di chuyển với dòng sông nè, cô chú nhìn thì thấy không? Chiếc thuyền đang di chuyển đây. Em sẽ tiếp cận xuống nha cô chú anh chị dễ tham quan. Đó. Thuyền hôm nay ở dưới đó là khách tham quan rất là đông, tại vì cô chú anh chị hiện tại về xuống với du thuyền để tí là xem bắn pháo hoa đó cả nhà. Đó, nên là nhìn rất là đông luôn. Đó. Đó, trước mặt em đây là chiếc thuyền du thuyền. Du thuyền này làm như là 2-3 tầng vậy đó cả nhà ơi. Lượng khán giả khách đang trên du thuyền rất là đông. Đó. Du thuyền đang chạy ra, đang di chuyển nè. Đang di chuyển với dòng sông Sài Gòn, bến Bạch Đằng nha cả nhà. Nơi đây cũng là mà đến giờ sẽ là bắn pháo hoa luôn. Rất tiếc là không like trực tiếp được để gửi những cái video đến quý cô chú anh chị, cũng mong là quý cô chú anh chị thông cảm giúp em. Em Phúc đại diện anh em làm chương trình cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị đón một mùa xuân năm mới an khang và hạnh phúc, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hiện tại giờ là du khách đến để là tham quan và chuẩn bị xem bắn pháo hoa đón mừng xuân năm mới rất là đông luôn. Quý cô chú anh chị xem giùm em, lượng khán giả hiện tại giờ là đang ngồi chờ để đến giờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới. Không thể nào mà mình đếm được cái lượng khán giả bao nhiêu người đâu cả nhà, quá chờ đông luôn nè. Đó,
Bây giờ em sẽ quay một vòng, nhưng mà cái vị trí nơi đây rộng lắm, bây giờ nói chung là rất là nhiều luôn đó. Nhưng mà khi mà em đến nơi đây thì cũng nghe một số bạn ở đây chia sẻ đó, là có một số bà con, quý cô chú anh chị từ nơi phương xa đến đây để chờ đến giờ xem bắn pháo hoa mừng năm mới đó, sợ hết chỗ ngồi nên có những cô chú anh chị đến từ lúc 5-6 giờ chiều luôn đó cả nhà. Thì hiện tại giờ thì còn chắc cũng khoảng chừng theo em đoán thì giờ này cũng là hơn 11 giờ đêm rồi. Chỉ còn khoảng ít chục phút nữa thôi, chính thức đến cái giờ bắn pháo hoa. Sau đó em sẽ trực tiếp gỡ video đến quý cô chú anh chị. Nếu mà một hồi mà đến giờ bắn pháo hoa mà em trực tiếp được, em sẽ trực tiếp được video gỡ đến cô chú. Nếu mà không trực tiếp được vì mạng yếu thì em sẽ quay và đăng ngay sau khi bắn pháo hoa luôn nha cả nhà. Cũng mong là quý cô chú anh chị bấm cho em Phúc xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ để em có động lực ra nhiều video mới gỡ đến quý ông bà cô chú anh chị. Chiếc thuyền đang di chuyển dưới sông nè cả nhà. Ở đây hơi ồn á cô chú anh chị, đôi khi là hơi ồn, cũng mong là quý cô chú anh chị âm thanh không được rõ, mong thông cảm giúp em. Vì ở đây là rất là đông cô chú anh chị. Đây nè, đây là trước mặt em là những anh chị này là du khách người nước ngoài đến tham quan đây cả nhà. Đó, đây là du khách người nước ngoài đây. Anh chị đến nơi đây để là chờ xem đến giờ bắn pháo hoa. Ở đây hiện tại giờ là du khách nước ngoài rất là đông luôn á cô chú, không phải là riêng bà con đồng bào Việt Nam của chúng mình, và rất là nhiều bà con hải ngoại Việt kiều và người nước ngoài đến đây để là chờ đến giờ bà bắn pháo hoa rất là đông. Em sẽ cố gắng quay những video về không gian bắn pháo hoa mừng xuân năm mới để gỡ đến quý cô chú anh chị, quý bà con cộng đồng mạng, và đặc biệt hơn nữa là quý bà con kiều bào hải ngoại Việt kiều. Như là xuân năm mới năm nay bà con chưa có về đón mừng xuân được, thì thông qua video này em sẽ quay gỡ đến bà con để là mình thăm lại quê hương của mình qua video qua cô chú anh chị. Khi cô chú anh chị xem video cũng đừng quên bấm cho em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ. Em cảm ơn quý ông bà cô chú anh chị rất nhiều. Rồi em sẽ đi một vòng nha cả nhà. Đây. Theo em nghĩ khi mà xuân đến Tết về, một số bà con ở nước ngoài không có về vì một số công việc chưa có về để là đón xuân ở quê mình được, nên là em nghĩ là rất là nhớ đến quê hương, nên em sẽ cố gắng chia sẻ những cái hình ảnh ở Việt Nam gỡ đến quý bà con cộng đồng. Nếu quý bà con nào mà không có về được quê hương của mình thì xem qua chương trình để mình một phần nào đỡ nhớ đến quê nhà nha cả nhà. Đây trước mặt em đây là ga tàu thủy Bạch Đằng đây đó. Hiện tại giờ nè, đường ở phía ngoài nè cô chú anh chị, đó quá trời đông luôn. Thì đó, còn phía trước của ta em chỉ đằng kia thì bên đài truyền hình thì họ cũng đang đã gắp máy quay để chuẩn bị một tí, chắc lẽ là họ sẽ phát trực tiếp giờ mà bắn pháo hoa, nên là hình ảnh của những anh em mà bên đài truyền hình đó mình cũng không quay bị bản quyền, nên là em sẽ hạn chế em quay trở lại đó, chứ em quay cái hướng bên kia là dính hình ảnh anh em bên đài truyền hình thì mình sẽ bị vi phạm bản quyền. À.
Đó, ở phía cô chú anh chị thấy chỗ tay em chỉ không? Đó, có mấy chiếc thuyền ở dưới dòng sông đang di chuyển, là những chiếc thuyền đó là đang chở du khách nha cả nhà. Những anh chị người nước ngoài nè, đó, đứng đang chờ nè, xem bắn pháo hoa đó cả nhà. Vì không phải là riêng 3R bên em yếu, mà anh thấy là tất cả giống như là những anh em chia sẻ thông tin ở đây á, là giờ này là 3G rất là yếu luôn đó nha. Giống như là lượng quý vị khán giả tập trung nơi đây sử dụng mạng rất nhiều đó, nên mạng hôm nay hơi kém đó cô chú. Bây giờ em sẽ quay một vòng, nhưng mà chỗ nào mà cái em giật cái máy hơi né lại tí là do là những anh em bên đài truyền hình họ đang gấp máy chuẩn bị đón bắn pháo hoa đó cả nhà, nên là sợ dính hình ảnh anh em nên em cũng né một tí. Đó, cô chú anh chị nhìn không, lượng khán giả mà đông như thế này nè. Đó, cô chú anh chị nè, giờ là quý bà con đến nơi đây là trải bạc ngồi ở dưới đất luôn nha cả nhà, trải bạc ngồi dưới phía đất là để chờ đến giờ xem bắn pháo hoa, thì cũng không còn lâu đâu cả nhà ơi. Thì em nghĩ là chắc cũng còn khoảng chừng 20 phút nữa thôi là đã đến 00 giờ đón mừng xuân năm mới. Còn phía trước là anh em lực lượng tuần tra đang đi từng nè, đó cả nhà, nó phía ngoài là anh em từng lực lượng đang đi tuần tra đây đó. Dạ một lần nữa em Phúc xin kính chúc quý ông bà, cô chú, quý anh chị trong và ngoài nước đón một mùa xuân năm mới an khang và thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Chúc bà con công việc làm luôn thuận lợi và thành công trên con đường phát triển của mình. Dạ quý cô chú anh chị xem video, quý cô chú anh chị cũng đừng quên bấm cho em Phúc xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ để em Phúc có động lực ra nhiều video mới hơn gửi đến quý bà con thân mến. Cho cô anh chị nhìn không, ở dòng sông là có chiếc du thuyền nè cả nhà. Em zoom gần lại nè, đó, chiếc thuyền đang di chuyển trên dòng sông đang chở du khách nè, để là chuẩn bị đến giờ xem ngắm bắn pháo hoa đó cả nhà ơi. Những nơi đây thì anh chị tập trung để đón mừng năm mới, ngồi chờ đến giờ xem bắn pháo hoa rất là đông luôn nha cả nhà.
À, có một số anh chị đang ngồi chờ nằm luôn nè. Đó. Đó. Có một số anh chị nằm chờ đến giờ xem bắn pháo hoa. Do là hôm nay là ngày Tết Tây rồi, những anh chị được nghỉ bù mấy ngày đó cả nhà, nên ngày mai được nghỉ thêm một ngày nữa anh chị đi làm đó, nên là hôm nay là anh chị tập trung ở nơi đây rất là đông. Em chia sẻ video quý cô chú anh chị nào mà ở hải ngoại mà xưng năm mới mình không có về Việt Nam để đón mừng xưng ở quê hương của mình, thì cũng mong là quý cô chú anh chị xem qua video để một phần nào lưu lại những cái kỷ niệm ký ức quê nhà của mình đó các bà con. Đó, chỗ cái chảy tay em chỉ cái đèn chớp chớp bên đó đó, cái vị trí bên đó là một tí bắn pháo hoa, đến giờ là bắn đó nha cả nhà. Đó, cô chú anh chị thấy cái chỗ mà cái tay em chỉ nè, chỗ cái tay em chỉ phía trước có cái đèn chớp chớp ở bên bờ sông đó, là vị trí phía bên kia là phía bên đường hầm, phía bên đường hầm Thủ Thiêm. Thì một tí nữa đến giờ là bên đó sẽ bắn pháo hoa, thì quý bà con ngồi phía bên bờ sông bên đây nên là ngắm bắn pháo hoa rất là rõ từng chi tiết luôn cả nhà. Thì tối đêm nay là vào lúc 00 giờ em sẽ cố gắng chia sẻ những video hình ảnh bắn pháo hoa mừng xuân năm mới gửi đến quý ông bà cô chú. Cũng mong là quý ông bà cô chú anh chị xem video luôn ủng hộ, bấm cho em xin một lượt like, đăng ký, chia sẻ để em có động lực ra nhiều video mới hơn gửi đến quý cô chú. Em sẽ tranh thủ ngoài cái thời gian mà anh em và Nghĩa ghi hình kết nối yêu thương, thì anh em sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn để là đi chia sẻ những cái vườn hoa để chào đón mừng xuân năm mới gỡ đến quý ông bà. Dạ, có lẽ là thời lượng video đến đây. Một lần nữa em Phúc xin tạm khép lại chương trình. Cũng xin kính chúc quý ông bà cô chú anh chị đón một mùa xuân năm mới an khang và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Ê, bây giờ mình mang về cái rượu qua đây chơi rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.